Căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị, các cấp hội phụ nữ cơ sở thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương đã chủ động sáng tạo với nhiều công trình phần việc mang lại kết quả thiết thực. Qua đó, tình đồng chí, đồng đội thêm đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương hiện có gần 200 hội viên trên 2.500 cán bộ chiến sĩ. Tuy chiếm tỷ lệ không cao, nhưng cán bộ hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, các hoạt động từ thiện vì cuộc sống cộng đồng trở thành nét đẹp truyền thống của phong trào công tác Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Thiếu úy Vũ Nam Phương hiện công tác ở Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Dương, có chồng là Thiếu tá Lê Thanh Hải đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ vào tháng 8 năm 2020, theo kế hoạch chuyên đề phòng chống nạn bơm hút cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai của Công an thị xã Tân Uyên. Sau khi chồng hy sinh, chị Vũ Nam Phương cùng con là bé Lê Mẫn Anh được các đồng chí đồng đội quan tâm, sẻ chia trong công việc cũng như cuộc sống, giúp chị vượt qua khó khăn nuôi dạy con tốt hơn. Thật ra thì khi mà biết tin bé được các mạnh thường quân xem xét hỗ trợ thì em rất là vui. Cùng cái sự vui mừng đó là em rất là biết ơn cái tấm lòng của các mạnh thường quân cũng như là của lãnh đạo công an tỉnh cũng như là các chị em đã ủng hộ rất to lớn. Đầu tiên cái to lớn nhất là về mặt tinh thần và tình cảm. Cái thứ hai đó là cũng một phần kinh phí để em có thể trang trải cuộc sống của mẹ con em. Với chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương đã trao 20 sổ tiết kiệm cho các trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh bẩm sinh là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh Bình Dương. Tổng kinh phí hỗ trợ trị giá 700 triệu đồng. Ngoài giá trị vật chất, chương trình đã mang lại những giá trị tinh thần lớn lao. Vừa qua, tôi được hỗ trợ của cái chương trình Mẹ đỡ đầu san sẻ yêu thương của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Dương. Thì theo tôi đây là một cái chương trình hết sức là nhân văn để góp phần đồng hành cùng chị em có những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống để mà tiếp tục chia sẻ cùng nhau hỗ trợ để mà nuôi dạy các con tốt hơn để trở thành những cái công dân tốt cho xã hội. Việc thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu thì Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ có rất nhiều cái chương trình phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng như là Công đoàn Công an tỉnh để thực hiện các chương trình trung thu này, chương trình hỗ trợ trẻ em cấp sách đến trường. Các chương trình đều hướng đến đối tượng là trẻ em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Với tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương, Hội Phụ nữ Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện vì cộng đồng và chương trình Mẹ đỡ đầu nhằm hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch COVID-19, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tiếp tục là cầu nối, tăng cường sự gắn kết của các hội viên, phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần đảm bảo an sinh xã hội vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.